trả ơn cho tất cả những cái người mà trên đường đời đã giúp cho chúng ta đó. Đó cũng là cái sự trả ơn cho Thiên Chúa. Thiên Chúa mời gọi tôi và quý vị nhớ đến Thiên Chúa không có nghĩa là chúng ta quên hết những cái người cha mẹ, anh em, chị em của chúng ta. Những người, những bàn tay đã nâng đỡ chúng ta, yêu thương chúng ta. Không phải. Vì Kinh Thánh dạy chúng ta phải hiếu kính cha mẹ mà. Thấy chưa? Kinh Thánh dạy chúng ta là phải tôn trọng mọi người mà. Phải sống một cuộc sống biết ơn mà. Nhưng mà trên hết cái sự biết ơn đó chính là biết ơn Thiên Chúa. Bởi vì sao? Bởi vì nếu không có Thiên Chúa thì làm gì có cha mẹ mình. Nếu không có sự tốt lành của Thiên Chúa thì làm gì có những tấm lòng tốt ở trên đời này. Có rất nhiều người trên đời này người ta rất là tốt. Và họ chính là hiện thân của Thiên Chúa. Thiên Chúa ở trong họ, cho nên họ mới tốt. Đấy. Còn nếu không, quỷ ma ở trong họ thì họ trở thành những con người gian ác, tham lam, sẽ gây những cái tác hại cho chúng ta. Nhưng mà không, có nhiều người tôi thưa quý vị rằng họ sẵn sàng hy sinh, họ xin tất cả vì người khác. Như vậy thì đó là Thiên Chúa sống ở trong họ. Còn nếu mà Thiên Chúa không làm việc, không hành động, không có hướng dẫn họ, không soi sáng cho họ, không ban sức cho họ, họ không làm được. Tại sao những người cha mẹ mà họ có thể hy sinh cho con cái của mình mà chúng ta có thể nói rằng là phi thường? Không thể tưởng được có những bà mẹ, có những người cha mà họ quên bản thân họ, không nghĩ gì tới bản thân họ hết mà chỉ nghĩ đến con cái. Lý do là bởi vì Thiên Chúa sống trong họ. Đấy. Cho nên, vì vậy cho nên chúng ta phải biết ơn tất cả mọi người. Và biết ơn tất cả mọi người đó chính là biết ơn Thiên Chúa. Chứ không phải là chúng ta chỉ biết ơn Thiên Chúa. Có một số người thì chỉ đến nhà thờ để mà cảm ơn Thiên Chúa mà quên cha mẹ mình. Chúa Giê-xu cũng đã lên án điều này. Tại vì ngày xưa có những người, người ta nói rằng là những gì mà tôi lo cho cha mẹ thì tôi đã dâng cho Chúa rồi. Dâng cho Chúa là đủ rồi. Và đó cũng là một cái lý luận mà khiến cho nhiều người ngày hôm nay họ cũng nghĩ rằng họ đã đến nhà thờ, họ làm một việc gì đó tốt, có nghĩa là đủ để tất cả rồi và không cần phải biết ơn ai hết. Không đâu. Kinh Thánh không dạy chúng ta như vậy. Vì vậy cho nên trong mùa lễ tạ ơn này, xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta biết ơn tất cả mọi người. Hãy trân trọng tất cả những bàn tay, những cái tấm lòng mà đã có lòng giúp đỡ chúng ta. Trong đời sống của tôi luôn nhớ những cái người, những người mà tôi nhớ nhiều nhất là những người mà trong gian khổ họ đã giúp đỡ mình. À, những lúc mình bị bể bánh xe ở ngoài đường và người ta đến, người ta cúi xuống, người ta phụ giúp cho mình, ta làm những việc đó. Tại sao họ phải làm? Việc đó chúng ta làm cho họ, đâu cần họ phải làm. Những lần mà những cảnh sát họ đẩy xe cho mình, ở bên Mỹ này nhiều khi xe mình hư đó, cảnh sát người ta sẽ đẩy giùm cho mình để vào cây xăng ở chỗ nào đó. À, người ta cực nhọc lắm và người ta sẵn sàng người ta làm những điều đó. Có những người hết xăng họ đi mua xăng họ đổ vô cho. Chung quanh tôi và quý vị là những con người rất là tốt. Và tôi thấy đặc biệt là ở trên nước Mỹ này, rất nhiều người người ta tốt. Rất nhiều người người ta làm những công việc đó vì cái lòng yêu thương. À, vì cái họ muốn giúp đỡ những người gặp khó khăn. Có những người họ chuyên đi ở trên đường trên để mà chuẩn bị tất cả mọi sự để giúp đỡ cho những người trên đường. Và những tấm lòng tốt đó chúng ta nên trân trọng. Vì vậy cho nên Chúa muốn tôi và quý vị hãy tạ ơn Thượng Đế. Hãy biết ơn Ngài bằng cách chúng ta biết ơn mọi người. Và khi mà quý vị biết ơn á, thì quý vị có biết rằng cuộc đời của chúng ta sẽ đẹp lòng Thiên Chúa. Và mọi người xung quanh chúng ta, người ta sẽ tiếp tục giúp đỡ cho chúng ta. Nếu chúng ta vong ơn thì sao? Chúng ta nghĩ rằng cái này đâu có cần đâu. Ha? Những cái điều này, những người này không có cần thiết. Ha? Và chúng ta có thể sống một cuộc sống mà không tôn trọng, không đáp trả. Ha? Chúng ta là những người ích kỷ. Chúng ta là những người mà sẽ không tiếp tục nhận được ơn của Thiên Chúa. Ơn của những người xung quanh chúng ta. Người ta sẽ không vui lòng khi mà người ta giúp đỡ cho một người mà không có biết ơn. Vì vậy cho nên hãy học tập cái thói quen biết ơn. Và chúng ta thỉnh thoảng nên gọi điện cảm ơn cha mẹ mình, cảm ơn những cái người bên cạnh mình. Hãy nói với người chồng mình rằng là em cảm ơn anh lắm.
hãy nói với người vợ mình là anh cảm ơn em lắm. À, cái lời nói đó nó khích lệ người khác, khiến những người khác hy sinh, khiến những người khác họ sẽ vui lòng khi mà họ hy sinh cho chúng ta. Bởi vì họ đã làm những cái lợi, đem lại cái lợi ích cho chúng ta mà chúng ta không biết ơn. Và không phải chỉ biết ơn bằng lời nói quý vị. Có nhiều người chỉ dùng cái lời nói để mà có thể gọi là một cái hình thức giả dối, hỏi phải đi làm một cái gì đó. Không, chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể làm được. Mọi điều gì ở trong ta, những cái khả năng của mình, chứ không phải là chúng ta cảm ơn bằng lời không. Lời là phải nói rồi đấy. Lời là phải nói trong cái sự chân thật. Phải nói thật nha. Cảm ơn bác lắm, cảm ơn cô lắm, cảm ơn dì lắm. Và quý vị hay học đi, gặp ai quý vị cũng nói với họ cái lời cảm ơn hết. Tại vì thật sự ra những con người đó là những con người đã, quý vị có cơ hội đã gặp họ đó, là cảm ơn rồi đấy. Cảm ơn bạn đã đến rồi đấy. Cảm ơn là đã gọi điện nhắc cho tôi đó, phải không? Cảm ơn là đã gửi cho tôi cái này. Cảm ơn là đã nhớ đến tôi. Và biết bao nhiêu cái điều mà người ta đã làm. Nó nhỏ, mình nghĩ nó nhỏ nhưng mà không đâu. Nếu không có những cái người đó, nếu không có những cái việc tốt lành mà người ta làm cho mình, đó là mình sẽ thấy cuộc sống không có vui. Chẳng hạn như có người, người ta khen các bạn đi, thấy không? Các bạn thấy vui không? Ồ, bữa nay có người khen mình, thấy không? Mình vui quá. Hãy cảm ơn họ. Cảm ơn họ. Cảm ơn Chúa. Tôi thường như thế là mình, trên hết là mình cảm ơn Chúa, rồi sau đó mình cảm ơn người đó. Bởi vì thật sự ra cái điều đó làm cho mình vui. Mà họ cũng nghĩ tới mình, họ mới khen nha. Không thôi, có những người họ không thèm khen đâu. Có những người họ còn nói những cái câu đó mà khó chịu nữa. Thấy chưa? Vậy như vậy thì quý vị thấy rằng, nếu mà làm cái danh sách mà chúng ta cần phải cảm ơn thì nhiều không? Quá chừng người hết. Phải không? Phải cảm ơn hết tất cả mọi người. Vì vậy cho nên khi quý vị gặp bất cứ ai, hãy cảm ơn. Hãy cảm ơn họ.